Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cho cái cục sạc điện thoại hoặc là cục nguồn cấp cho các cái camera 5V các bạn. Cộng ra của nó 5V này. Mình sẽ lắp thêm một cái bộ nhân điện áp, hay còn gọi là bộ nhân bồi áp, để tăng cái điện 5V này lên rất là nhiều lần các bạn á. Số lần mình tăng lên được là do mình lắp nhiều tù, nhiều diode theo cái cặp. Ví dụ các bạn muốn nhân 2 thì các bạn lắp một cặp tù và một cặp diode. Ở đây mình là đang là nhân 8 các bạn, gồm có 8 cái tù và 8 cái diode. Sơ đồ mình sẽ giới thiệu trên màn hình để các bạn có thể theo dõi và từ đó có thể lắp được các bạn, rất đơn giản. Tù ở đây là 1000 mi 35V các bạn. Các bạn có loại gì dùng loại đó nha. Còn diode thì diode sung loại nhỏ 1A. Trước hết mình sẽ thử cái cục sạc này. Nó ra 5V để các bạn lấy cái gốc để bắt đầu thấy mình nhấn lên là được bao nhiêu volt các bạn nha. Cắm điện 220V AC và mình dùng cái đồng hồ đo tự chế cắm vào ở đây các bạn nha. Đồng hồ đang hiển thị là 5.2V. Bình thường của nó dùng để sạc điện thoại hoặc là camera hoặc là modem các bạn, loại nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo nó ra các bạn nha. Chúng ta sẽ tháo nó ra. Tháo cái này thì các bạn vặn con ốc ở đây ra trước các bạn nha. Sau đó bật hai cái chốt khóa nhựa này. Cái này rất là dễ. Mình mở sẵn rồi cho nó dễ, nó nhanh các bạn. Hai cái chân điện 220V AC là áp sát vào cái bo mạch này. Và các bạn kéo cái bo ra. Rất đơn giản các bạn. Giờ đây mình sẽ tiến hành hàng. Cách hàng như thế nào các bạn? Vị trí hàng là hai sợi dây cuồng thứ cấp. Hai dây này bạn. Hai dây này. Tức là hai cái chốt đồng này các bạn ha. Hàng vào đây. Hai sợi dây vàng này mình sẽ hàng vào đây các bạn. Và sau đó sẽ có sung ra. Bây giờ mình bắt đầu hàng cho các bạn xem nha. Hàng đúng vào hai cái chốt đồng của cái cuồng dây các bạn, kiểm tra lại các bạn. Vậy là xong. Bước tiếp theo các bạn hàng hai sợi dây điện AC 220V AC để cắm điện cấp nguồn cho nó. Cái vị trí của nó là đây các bạn.
ngay hai chân của cái con diốt cầu các bạn nha. Rồi tất cả đã sẵn sàng, bây giờ cắm điện vào thì nó sẽ ra một cái điện áp lớn ở đây thì nó nhân tiếp tục các bạn nha. Mình sẽ cắm không cần dùng đồng hồ đo nào nữa và mình sẽ đo thẳng bằng cái đồng hồ riêng của mình nha, cho nó dễ thấy. Nó bắt đầu lên các bạn, khi nó nạp tù đủ là nó sẽ nhân điện. Ở đây là mình đo bắt đầu điện áp 0V này, qua một tù một diode thì là nhân 1, ở đây là nhân 2 các bạn. Súng nó bây giờ nó rất mạnh các bạn, gần như là 20V vậy, gần như là 40V vậy. Đây là bởi vì đây là súng AC các bạn, 55V, và chỗ cuối cùng sẽ là 74V, rất mạnh các bạn. Có nghĩa là nó nhân, thay vì nhân 8 nó nhân hơn 8 lần các bạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rất đơn giản là súng này á, là súng tần số cao chứ không phải là điện 50Hz của các cái cục tấn phố cũ như thế này, cho nên nó có nhiều súng định và có thể là tiếp sức cho điện áp nó nhiều hơn. Mình giải thích đơn giản như vậy các bạn nha. Hay nói cái khác, nếu là nhân 8 các bạn dùng điện lưới quốc gia, điện 220V AC bình thường với tấn phố từ bình thường này thì nó sẽ là nhân 8, rất chính xác luôn các bạn. Bây giờ mình đo lại cho các bạn xem nha. Ở vị trí này là nhân đôi, vị trí này là nhân 4, vị trí này là nhân 6 và vị trí này là nhân 8 các bạn. Bây giờ từ điện áp là chỉ 5V DC thôi, các bạn dùng cái mặt những bộ áp này các bạn là lên được 74V DC, rất mạnh. Các bạn muốn lấy nữa 100V nữa thì các bạn cứ tiếp tục nối thêm các bạn nha, nó rất là đơn giản. Mình tháo điện ra thì điện áp nó bắt đầu rơi xuống. Sở dĩ nó xuống từ từ là vì ở đây là mạch không tải và mình đang lắp một cái điện trở các bạn, điện trở đây này 100 kilo ohm, để nó phân tán điện năng, giải phóng bớt để chống nguy hiểm các bạn. Nói tóm lại là mạch nhân bồi áp này rất có hiệu quả, rất là dễ làm các bạn. Nhưng ở đây vấn đề là mình muốn nói với các bạn chi tiết hơn một tí là bộ nguồn này ra 5V, ví dụ là dòng sạc 2A công suất của nó tối đa là 10W, thì ở đây các bạn nâng vô lên thì ampe nó sẽ bị giảm tương ứng các bạn, bởi vì công suất là P bằng U nhân với I. U là vôn, vôn cao thì I giảm, tức là dòng điện giảm. Giải thích đơn giản như vậy cho các bạn hiểu nha, tức là các bạn nhân điện áp lên nhiều lần thì ampe cũng giảm đi bấy nhiêu lần, chắc chắn điều đó các bạn nha. Cho nên nhu cầu dùng vôn cao hơn thì ampe là sẽ giảm lại. Và cái mặt này các bạn có thể dùng vào bất kỳ cái nguồn nào các bạn nha, nguồn sạc điện thoại nào cũng được hết, và nguồn súng, nguồn từ như thế này cũng được, tất cả đều được các bạn. Để minh chứng cho điều đó mình sẽ hàng vào đây các bạn nha, cho các bạn xem. Trước tiên là mình sẽ tháo ra. Sau đó mình sẽ hàng vào
vị trí AC là hai cái dây này các bạn nhé. Nhưng trước hết mình sẽ cắm cái này và đo cho các bạn biết là bản thân nó hiện tại là đang bao nhiêu vôn cái đã, và mình muốn gắm điện thử xem nha các bạn. Gắm vào để nguồn này đang có bao nhiêu vôn đó. Đèn nguồn báo rồi các bạn, và mình sẽ kẹp vào cho các bạn âm dương các bạn nha. Dương ở đây, âm ở đây, các bạn xem bao nhiêu vôn. Nguồn bây giờ là tầm tầm gần 17 vôn ha. 17 vôn DC, cứ cho là 17 vôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ thuộc ra sẽ hàng hai cái dây vào hai vị trí này các bạn, vào vị trí AC này để cho nó nhấn bồi áp lên các bạn nhé. Cách làm rất đơn giản các bạn, ai cũng có thể làm được. Rồi sau khi mình hàng rồi thì bây giờ sẽ cắm điện ha, rồi bắt đầu đo. Mình sẽ cắm điện vào này. Rồi mình sẽ xin một chút không gian và bắt đầu đo, kẹp màu đen vào vị trí âm và sẽ đo lần lượt các bạn. Nhân đôi này, vị trí nhân đôi là 34 vôn, đúng là gấp đôi rồi các bạn ha, từ 17 lên 34. Vị trí nhân 6 này, à nhân 4 này, vị trí nhân 6 các bạn này, lên 100 vôn rồi đó. Và vị trí cuối cùng là vị trí nhân 8, 115 vôn các bạn ơi, rất mạnh luôn. 115 vôn các bạn nha, từ 17 vôn bây giờ nhân lên là 115 vôn, cực kỳ mạnh. Như vậy là các bạn muốn điện áp cao thì các bạn làm bộ nhân như thế này và các bạn sẽ đạt được nguồn vài trăm vôn hoặc là cả ngàn vôn các bạn, rất là xứng đáng để làm các bạn nha. Nhưng vẫn lưu ý là ampere sau khi nhân như thế này thì giảm đi đúng bấy nhiêu lần. Các bạn nhân lên 10 lần thì nó ampere sẽ giảm đi 10 lần chứ không còn mạnh như xưa nữa các bạn nha. Rồi video xin dừng ở đây các bạn ơi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.